Mazda CX-8 giảm giá 175 triệu, cạnh tranh với Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner. Cụ thể, trong tháng 6 này, khách hàng mua xe Mazda CX-8 được ưu đãi lên đến 175 triệu. Cụ thể, phiên bản Premium AVKD 2 cầu được giảm giá trực tiếp 150 triệu đồng, cao nhất trong phân khúc ở thời điểm hiện tại. Phiên bản Premium 2VKD 1 cầu giảm 140 triệu và phiên bản Luxury giảm 95 triệu đồng. Phiên bản Deluxe cũng được ưu đãi trực tiếp 110 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu ngay 7 chỗ với giá chỉ 1.039 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói phụ kiện chính hãng trị giá 25 triệu đồng gồm phim cách nhiệt, thảm sàn, túi cứu hộ, riêng ba gơ mui và ốp cản sau chỉ áp dụng trên phiên bản Premium và Luxury. CX-8 gây ấn tượng với khách hàng bằng thiết kế cô đô tinh tế đặc trưng, la răng hợp kim 19 inch tiêu chuẩn, đèn pha LED tự động, đèn sương mù và đèn hậu ở dạng LED. Với không gian 7 chỗ đích thực, hàng ghế trước của Mazda CX-8 hỗ trợ tối đa người lái, hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái, dễ điều chỉnh để ra vào phía sau. Toàn bộ ghế ngồi đều có tựa đầu cao và phần đệm ôm sát cơ thể nhằm hạn chế tối đa tổn hại đến cột sống. Đặc biệt, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu Janapa, ốp gỗ Ayus sang trọng, cùng điều hòa 3 vùng độc lập và dàn âm thanh 10 loa Bose đẳng cấp. Cùng với đó là các trang bị tiện ích như hệ thống khởi động bằng nút bấm, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect, rèm che nắng, điều hòa điều khiển độc lập, chế độ trượt ngả lưng ghế, chức năng sưởi ghế, tựa tay tích hợp ngăn để ly và cổng sạc USB. Ngoài ra, CX-8 còn sở hữu khoang hành lý rộng rãi 209 lít, có thể tăng lên 742 lít khi gặp hàng ghế thứ 3. CX-8 được trang bị động cơ Skyactiv-G, dung tích 2,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô men xoắn cực đại 252 Nm. Hộp số tự động 6 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước, hoặc 4 bánh toàn thời gian AVKD. Với thiết kế sang trọng, thời thượng, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng nhiều trang bị tiện nghi cao cấp, an toàn tối ưu và giá bán hợp lý, Mazda CX-8 chắc chắn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng cá nhân và đặc biệt là nhóm khách hàng gia đình, góp phần giúp Mazda chinh phục phân khúc xe đa dụng 7 chỗ đang sôi động hiện nay. Giá niêm yết xe Mazda CX-8. Mazda CX-8 Deluxe 1,149 tỷ đồng. Mazda CX-8 Luxury 1,199 tỷ đồng. Mazda CX-8 Premium 1,349 tỷ đồng. Mazda CX-8 Premium AVKD 1,399 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.